Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Tin Mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 26 tháng 6 năm 2023. Thưa quý vị, thời gian gần đây, mưa lớn trút xuống tỉnh miền Trung Hà Nam và thành phố Thượng Hải bởi cơn bão Tara của Trung Quốc làm vỡ nhiều sông lớn, khiến khoảng 12 thành phố ngập trong nước. Theo Reuters, đường phố 12 thành phố ở miền Trung Trung Quốc ngày hôm nay đã ngập trong nước, trong khi nhiều hành khách tàu điện ngầm phải lội nước ngập đến hông tại các ga. Mưa lớn dội xuống tỉnh Hà Nam đã khiến nhiều sông lớn vỡ bờ, gây nên lượng nước lớn dồn về các thành phố. Hà Nam, một tỉnh đông dân đã hứng chịu các trận bão từ dịp cuối tuần. Chưa có thương vong được ghi nhận, nhưng cuộc sống thường ngày của tỉnh 94 triệu dân đã bị đảo lộn nghiêm trọng vì giao thông bị gián đoạn. Tại Trịnh Châu, thủ phủ của Hà Nam bên bờ sông Hoàng Hà, lượng mưa hơn 200mm đã đổ xuống trong một giờ đồng hồ, buộc thành phố phải dừng tất cả các tuyến tàu điện ngầm. Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy người dân lội trong nước lũ đầy bùn tới hông trong một đoàn tàu điện ngầm, trong khi các ga chạy ngầm trở thành các hồ nước lớn. Các tuyến giao thông đường sắt, hàng không bị đình chỉ hoặc hủy chuyến. Tại Nhữ Châu, thành phố ở phía tây nam Trịnh Châu, đường phố biến thành dòng nước xoáy, cuốn trôi xe hơi và phương tiện. Ngoài ra, sông Y đang dâng mực nước, đe dọa sẽ gây ảnh hưởng tới hang đá Long Môn, di sản thế giới UNESCO với những bức tượng Phật tuổi đời hàng thiên niên kỷ được khắc trên vách đá vôi gần thành phố Lạc Dương. Giống Long Môn, Chùa Thiếu Lâm ở thành phố Đăng Phong, ngôi chùa nổi tiếng với môn võ thuật, đã phải tạm thời đóng cửa. Cũng tại Đăng Phong, một nhà máy hợp kim nhôm đã phát nổ hôm nay khi nước từ một con sông tràn vào nhà máy. Ít nhất 31 hồ chứa vừa và lớn trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã vượt mức cảnh báo. Khoảng 3.535 trạm thời tiết ở Hà Nam đã ghi nhận lượng mưa vượt quá 50mm, trong đó 1.614 trạm vượt 100mm. 151 trạm trên 250mm, trạm cao nhất ở Lỗ Sơn với lượng mưa 498mm. Đây là trạm mưa lớn nhất tôi chứng kiến kể từ khi sinh ra và nó khiến nhiều địa điểm quen thuộc bị ngập. Một cư dân mạng ở thành phố Củng Nghĩa viết trên mạng xã hội: mưa lũ phá hủy hai đập thủy điện ở Trung Quốc. Reuters dẫn thông cáo của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết hai đập thủy điện ở thành phố Hulunbuir bị vỡ. Đây là hai đập thủy điện có hồ chứa khoảng 46 triệu mét khối nước. Video đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một trong hai con đập bị nước cuốn phăng hoàn toàn, làm ngập các cánh đồng gần đó. Người dân ở Hạ Lưu đã được sơ tán và hiện tại không có thông tin về thương vong. Nguyên nhân khiến hai con đập bị vỡ là mưa lớn cuối tuần qua ở khu vực Hulunbuir. Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, lượng mưa đo được ở trạm thủy văn Monvidawa cho thấy lượng mưa lên đến 223mm. Chính quyền thành phố Hulunbuir cho biết đợt mưa lũ đã ảnh hưởng đến gần 17.000 người và nhấn chìm khoảng 23.600 ha hoa màu. Các cầu và cơ sở hạ tầng giao thông khác cũng bị hư hại. Trung Quốc có hơn 98.000 hồ chứa để điều tiết lũ, làm thủy điện và phục vụ giao thông đường thủy. Hơn 80% trong số đó đã có tuổi đời trên 40 năm. Một số có nguy cơ mất an toàn. Lũ lụt cuốn phăng nhà cửa, cầu cống, Trung Quốc thiệt hại 27 triệu đô la Mỹ. Hàng nghìn người ở Tây Nam Trung Quốc phải đi di tản khi lũ lụt nghiêm trọng ập tới cuốn phăng nhà cửa, cầu cống, gây thiệt hại hàng chục triệu đô la Mỹ. SCMP đưa tin, lũ lụt ở phía Tây Nam Trung Quốc đã khiến hàng nghìn người phải đi sơ tán sau nhiều ngày mưa lớn diễn ra liên tục. Chính quyền nước này cảnh báo lũ lụt có thể sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới. Tại tỉnh Tứ Xuyên, mưa đã làm dâng mực nước ở 14 con sông, ảnh hưởng tới cuộc sống của 120.000 dân và gây ra thiệt hại ước tính là 27 triệu đô la Mỹ. Mưa lớn từ đầu tháng 7 đã cuốn phăng hàng trăm ngôi nhà, cầu đường và gây sạt lở đất ở một số khu vực tại Trung Quốc. Tại Đạt Châu ở phía bắc Tứ Xuyên, chính quyền đã di tản hơn 4.600 dân vì lũ lụt và lở đất, cũng như kích hoạt mức độ cảnh báo cao nhất về tình hình mưa lũ. Trung Quốc đã nâng cao cảnh giác kể từ khi lũ lụt nghiêm trọng diễn ra ở nước này vào đầu mùa lũ năm nay. Họ đã tổ chức các cuộc diễn tập ứng phó lũ lụt và cứu hộ vào tháng 2 trước khi mùa mưa diễn ra. Năm ngoái, quốc gia Đông Á chứng kiến trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hàng chục năm, ảnh hưởng tới hàng chục triệu người ở nhiều tỉnh thành, gây tổn thất kinh tế 13,27 tỷ đô la Mỹ.
Chính quyền cảnh báo rằng lượng mưa năm nay có thể còn cao hơn năm ngoái. Từ tháng 6, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã kêu gọi tiến hành các nỗ lực ngăn lũ lụt và chuẩn bị cho mưa lớn có thể kéo dài tới tháng 8. Theo cơ quan trên, sông Hoàng Hà hiện đang trong giai đoạn kiểm soát lũ quan trọng, với các phần trên lưu vực sông này có thể nhận tổng lượng mưa cao hơn 20-50% mức trung bình. Hệ thống kiểm soát lũ lụt ở lưu vực sông Hoàng Hà vẫn chưa hoàn thiện và các con đập vẫn tồn tại những mạng lưới liên kết yếu ớt. Việc ngăn lũ trên các sông vừa và nhỏ gặp nhiều khó khăn, trong khi các quan chức và công chúng thiếu kinh nghiệm chống lũ lụt thực tế. Thông báo của Bộ Tài nguyên nước cho hay, tại Hán Châu, Sơn Tây, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đăng tải hình ảnh xe cộ trên phố ngập trong nước. Thành phố Tấn Thành cũng ở tỉnh Sơn Tây nâng cảnh báo mưa lên màu đỏ mức cao nhất. Tại tỉnh Hà Bắc giáp với Bắc Kinh, mưa lớn và dông bão khiến các máy bay tạm thời không thể cất cánh và hạ cánh xuống sân bay ở Thạch Gia Trang, thủ phủ của tỉnh. Trung Quốc vào mùa lũ, đập Tam Hiệp xả gần 20 tỷ mét khối nước. Mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại nhiều con sông ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc dâng cao vượt mức báo động, gây sức ép lên các hệ thống đập khi mùa lũ bắt đầu. Thời báo Hoàn Cầu Global Times đưa tin, mực nước trong đập Tam Hiệp của Trung Quốc đã giảm xuống còn 149,4m. Tính đến 14 giờ, con đập lớn nhất Trung Quốc này đã xả hơn 19,6 tỷ mét khối nước, tương đương khoảng 90% mực nước trong đập, để chuẩn bị cho mùa lũ. Mưa lớn ở các khu vực miền Nam Trung Quốc kể từ tháng 5 khiến mực nước ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử tăng mạnh. Mực nước sông ở các thành phố như Vũ Hán đang ở mức báo động. Trung Quốc đã bước vào mùa lũ chính kể từ tháng 6. Tân Hoa Xã đưa tin mực nước tại 71 con sông tại nước này đã vượt mức cảnh báo. Mực nước tại sông Bà Dương hay còn gọi là quả thận của sông Dương Tử đã đạt mức 18m, tiến gần đến mức cảnh báo lũ 19m, sớm hơn một tháng so với các năm trước. Học viện Khoa học Trung Quốc cho biết, truyền thông quốc gia dẫn thông tin từ Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cũng dự báo mực nước tại sông Tương Giang, nhánh chính của sông Dương Tử, chảy qua tỉnh Hồ Nam và 4 con sông khác ở Giang Tây, Phúc Kiến, khu tự trị Choang ở Quảng Tây có thể vượt mức cảnh báo. Giới chức Trung Quốc cảnh báo lũ lớn có thể xảy ra ở nhiều nơi, đặc biệt là ở miền Trung và miền Nam nước này trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 8. Đầu tuần này, tỉnh Quảng Đông đã ban bố ứng phó lũ khẩn cấp mức độ 4. Theo ghi nhận của 12 trạm quan trắc địa phương, lượng mưa trung bình tại Quảng Đông là hơn 250mm. 71 con sông vượt mức báo động, Trung Quốc nín thở đối phó lũ lớn. Trung Quốc chuẩn bị đối mặt với một mùa lũ lớn khi 71 con sông ở nước này đã vượt mức cảnh báo. Tân Hoa Xã đưa tin, Trung Quốc đang chuẩn bị cho một mùa lũ lớn khi 71 con sông đã vượt mức cảnh báo. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh các nhà trách chức cảnh báo sự nóng lên toàn cầu khiến thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn. Mưa ở một số khu vực miền Trung và miền Nam Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục trong những tuần gần đây, mặc dù tổng lượng mưa năm nay thấp hơn khoảng 10% so với năm ngoái. Mực nước trên sông Dương Tử và các nhánh sông dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới. Các nhà chức trách Trung Quốc cũng cảnh báo về những trận lũ lớn sắp xảy ra trên khắp đất nước từ tháng 6 đến tháng 8. Một số trạm quan trắc đã đưa ra cảnh báo lũ lụt, đoạn sông Dương Tử ở thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc đang ghi nhận mức cao hơn 2m so với thông thường do mưa lớn ở thượng nguồn. Mùa hè năm ngoái, Trung Quốc ghi nhận lượng mưa cao thứ hai kể từ năm 1961, gây ra cảnh báo lũ lụt trên các sông và hồ lớn, khiến mực nước tại đập Tam Hiệp khổng lồ gần chạm ngưỡng nguy hiểm. Trong suốt năm ngoái, Trung Quốc ghi nhận lượng mưa trên toàn quốc ở mức gần 700mm, cao hơn 10,3% so với mức trung bình và tăng 7,6% so với năm 2021. Lượng mưa được ghi nhận tăng gấp đôi ở một số khu vực miền Trung và Đông Bắc Trung Quốc. Yao Xialong, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc nói với các phóng viên hồi cuối tháng 4 rằng sự nóng lên toàn cầu khiến Trung Quốc ngày càng dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt, bao gồm cả nắng nóng cũng như lũ lụt. Mới đây, thì một trận mưa đá bất ngờ đã khiến 21 vận động viên trong cuộc thi chạy marathon ở tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc thiệt mạng. Trong tháng này, một trận lốc xoáy đã ập vào Vũ Hán và Giang Tô, khiến 12 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Lượng nước đổ về kỷ lục, đập Tam Hiệp mở 11 cửa xả lũ. Đập Tam Hiệp ở Hồ Bắc Trung Quốc đã mở 11 cửa xả lũ trong bối cảnh lượng nước lũ đổ về đập đạt mức cao chưa từng thấy trong nhiều năm qua. Nikkei đưa tin, các thành phố nằm dọc sông Dương Tử vốn đã bị thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ do lũ lụt tiếp tục chuẩn bị đối phó thách thức mới khi mực nước ở đập Tam Hiệp dự kiến sẽ đạt đỉnh ở mức 165m vào ngày mai. Mực nước tiếp tục dâng cao ở đoạn trung lưu sông Dương Tử, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp tăng lên mức 75.000m³/giây, mức cao kỷ lục kể từ năm 2003. Theo China Daily, con số này được dự đoán có thể tiếp tục tăng lên 76.000m³/giây trong những giờ tới.
Trong khi đó, lưu lượng nước chảy ra khỏi đập Tam Hiệp đạt 49.000 m3 trên giây, mức cao chưa từng có tiền lệ. Để ngăn chặn mực nước tại đập Tam Hiệp tiếp tục tăng, Trung Quốc hôm qua đã mở thêm một cửa xả lũ ở công trình, nâng tổng số cửa mở lên 11. Đập Tam Hiệp, công trình cao 175m ở Hồ Bắc, được hoàn thành vào tháng 5 năm 2006, cung cấp điện cho các tỉnh, thành phố lớn của Trung Quốc bao gồm Thượng Hải, An Huy và Quảng Đông. Trong chuyến thăm ngày 20 tháng 7 tới thị sát Đồng Nam, Trùng Khánh, khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt do nằm gần phụ lưu sông Dương Tử, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết chính phủ nước này sẽ khẩn trương hỗ trợ người ảnh hưởng bởi lũ lụt, nâng cao giám sát các công trình ngăn lũ và thúc đẩy hồi phục kinh tế. Trùng Khánh, thành phố nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử, đối mặt với một trong những trận đại hồng thủy tồi tệ nhất kể từ năm 1971. Do mưa lớn tiếp tục trút xuống trong tuần qua, mực nước ở 51 con sông đã vượt ngưỡng cảnh báo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.